lần stream mà gặp comment kiểu chị lắng lặng chặn vai 3D là chỉ biết cười ngờ ngạch, cười vô tri. Các bạn cứ làm như mình là họa sĩ vẽ gì dân ấy, trong khi thì mồm vẫn phải tư vấn tình cảm, giải đáp thắc mắc tuổi hồng của các bé, tay cầm chuột chơi game, não thì chia ra làm hai, một nửa về phản ứng thật là nhanh, phải trả lời hết từng comment của kênh chat, bao gồm cả những cái câu hỏi kiểu như là quả trứng có trước hay là con gà có trước cả lắm. Một nửa thì nghĩ bài này chơi thích cho nó vào top để không bị chửi bây giờ. Đấy, thế đây là mãi tới hôm nay mình mới có video Rai 3 xịn sò để khoe các bạn đấy. Nói chưa, đây vẫn là series chơi cờ với Nắng nha. Xin thông báo đến các bạn là từ ngày 15 tháng 9 thì mình sẽ chuyển qua livestream bên kênh YouTube Nắng Official này vào mỗi tối lúc 19:30 nhé. Thế nên là bây giờ các bạn phải nhanh tay sắp ngay, thì sau này khi mà mình trở thành hot YouTuber rồi thì mới kịp vênh mặt lên. Rồi, tao xem bài này từ hồi 56k sắp stream trả ai xem. Nhớ là sắp luôn để mỗi tối tâm sự về chơi game với nhau nhé. Quay lại nội dung chính thì rất là ngắn gọn thôi. Đây là video Rai Pitover 3 sao Pro VIP sức mạnh tối thượng, đảm bảo là không làm các bạn thất vọng. Ok, vào game luôn nhé. Có vẻ như là anh em cờ thủ rất là thích đánh lõi kim cương, nên là mỗi lần có cái thành phố Pitover, sở của JC hay là trường đại học thì đều vote không cần nghĩ ngợi. Và trận này thì mình có trường đại học đi cùng với Legend Son. Đồ khởi đầu sau 3 round quái là một đai máu, một giáp và một găng. Tất nhiên là khuyến mãi kinh nghiệm sẽ được mình lựa chọn rồi. Lắp ráp lửa cho cá sấu và sau một lượt check bài thì thấy cũng có nhà yếu yếu, nên là mình up level 4 luôn để đép. Gặp một ông chó gắt 2 cầm dây chuyền với cả Tarik cộng 2 Zaun, mà nhìn con Zinix nó còn liên tục kích hoạt cánh tay robot mà sợ luôn. Thua vậy. Sau đấy thì mình tiếp tục để thua 3 chép khi mà gặp cái nhà này quá là nhiều 2 sao. 2.3 lần này thì mình clear được hẳn 2 chép, nhưng mà rất tiếc là đối thủ level 5 rồi, nên là vẫn là một thất bại 3 chép, còn lại 82 máu sau 3 round đỉnh nhau. Vòng đi chợ đã đến, được lấy đồ đầu tiên nên là mình sắm luôn một chiếc gậy 3 tiền trên người Tarik. Ngay round sau khi mà nhập Tarik về thì các thứ hiệu triệu nhân xuất hiện khá là nhiều, nhưng mà mình vẫn chưa bắt được. Vì nếu mà giờ bắt thì rất là có khả năng mình vừa đánh Caro lại còn vừa không có lợi tức nữa. Hợp lý. Mình tiếp tục để thua 3 chết khi mà gặp một cái nhà xếp thẳng con cá số 2 sao cầm mùa đông với cửu trước mặt. Đấy là may mắn mình clear được 2 chết đấy. 2.6 thì Samira và Cassiopeia lên 2. Và để tích 30 tiền thì mình bán đi Tarik và cho Poppy vào sân. Kết quả là mình mất trích trước quái khi mà gặp cái ông này đang eco trắng. Chơi vậy chị ơi, chứ biết sao giờ. Đến với ra người đá thì mình nhận được một găng, một đai và một nước mắt. Như kiểu là nói với mình: mày không bắt Kama đét thì tao ra đồ phép cho mày đấy, làm gì được. Chưa dừng lại ở 3.1, Kama tiếp tục xuất hiện ở cửa hàng cùng với Lissandra. Bộ form 4 hiệu triệu nhân đã ra đủ nhưng mà mình vẫn chưa cho nó vào sân để chờ xem là lõi ở 3.2 như thế nào. Mình để thua gần như là nguyên sàn ở 3.1 này. Lõi vàng à? Đồng lòng đấu tranh sẽ ngon khi mà mình đã có form rồi. Và giờ mình chưa có form nên là không lấy được, không có quá nhiều tác dụng. Lưỡi kiếm uy lực sẽ được loại bỏ và chắc chắn là mình sẽ chơi một bài phép sau khi đã lắp găng bảo thạch rồi. Chọn tải số tri thức để đến luôn với level 6 vì mình cũng đang khá là nghèo sau cái lần mất chuỗi chiếc quái. Chọn lõi xong thì tiếp tục là một Kama và một Soraka xuất hiện trong cửa hàng. Bài ép mình phải chơi phép rồi mọi người ạ. Bán đi Samira và cho Kama vào sân cùng với cả Lissandra để cũng mốc 4 hiệu triệu nhân cộng với cả Bionia. Nhà mình gặp ở vòng này là nhà Zaun đang đép bằng Zihin và mình để thua 4 chết. 3.3 may sao vẫn giữ được máu khi mà gặp một cái nhà vẫn đang ở level 5. Chả hiểu sao, chắc là cái ông này làm kinh tế kém đấy, nên là giờ mới đủ 50 tiền và không dám áp cấp. Mình đi vẫn giữ lại được 53 máu. Đến với vòng đi chợ thì mình được lấy thứ hai và nước mắt sẽ là hợp lý, nên là mình chọn luôn Soraka về để nó lên 2, chứ không lấy cái nước mắt 3 tiền. Điều tuyệt vời đã đến khi mà Sen xuất hiện. Mình up được level 7 và cho vào sân 6 hiệu triệu nhân cũng như là lắp đồ cho Kama. Gặp nhà Noxus đang đép bằng Samira và chắc là cũng đang hướng đến level 9 đấy. Lợi thế về cấp độ giúp cho mình chiến thắng suýt sao với một chết để giữ lại lượng máu ổn định tiếp tục hướng đến level 9. 3.6 lại tiếp tục gặp một cái nhà đang đép lên 9 bằng cát mà bài mình lại nhỉnh hơn về tộc hệ cũng như là chất lượng, tiếp tục thắng khá ngon để giữ lại cái lượng máu 53 không quá là thấp. Ráo sói đồ trả về cho mình được một cái BF với cả một cái gậy, mình lắp luôn kiếm súng cho Kama, up được level 8 và giữ lại được 50 tiền lợi tức. 4.1 mình gặp người anh em lấy quà sinh nhật với cả nhà tài phiệt nên là vẫn đang eco. Tướng của ông này cũng chia đồ khá là nhiều nhưng mà đam vào team mình là chưa đủ, 6 hiệu triệu nhân vẫn còn dùng được ở vòng này nhé. 4.2 là vòng chọn lõi cuối cùng và tiếp tục là một chiếc lõi vàng nữa. Mình chọn luôn bài học đắt giá để tiến gần hơn tới level 9 trong trường hợp mà không cần thêm cái lõi đánh nhau nào cả, vì có rất nhiều nhà lên 9 rồi nên là mình không thể để họ lấy tướng trước được. Thông minh lắm. Level 9 với 40 vàng còn thừa, mình roll cạn để tìm kiếm Ari nhưng mà chỉ bắt được một Rai, 2 Saiyan với cả 2 Hamer. Velvet cũng ra 2 con nhưng mà không có đồ nên là mình phải chấp nhận bán nó đi. Roll xong thì mình gặp ông anh chơi Zaun vẫn đang đép bằng Zinix nên là lượng đam theo thời gian là không đủ để hạ gục team của mình. Rai cũng hỗ trợ phần nào lượng đam bằng skill của mình, giúp Kama có thể kết liễu đi chúng. Bằng một cách thần kỳ nào đó thì mình đã cháy lại. Trong lúc này thì check bài thấy ông kia cũng đã lên 9 rồi.
4.3 thì mình tiếp tục roll và lên được Hammer 2 sao, bán luôn Saiyan để mua về cái mô đun thu nhỏ cho ụ súng. Cái ông đép bằng chiếc lúc nãy giờ đã xoay sang Afe rồi nhưng mà mới chỉ có một sao. Hàng tanh của mình được hồi máu từ kim súng nên là chống chịu tạm ổn. Cộng với cả mô đun làm giảm giáp và kháng phép của đối thủ, dễ dàng có được chiến thắng thứ 6. Nhìn con Ari ở chợ mà thèm cháy hết cả rớt cả rãi. Nhưng mà nào tới lượt mình đâu, bố kia húp ngay. Mình lấy về thêm cái đai máu 5 tiền để lắp ráp máu cho Sen. Về nhà và tiếp tục roll để tìm kiếm Ari cũng như là các nâng cấp ụ súng thì mình lấy được thêm về một bỏng và không thêm một con Ari hay là con Sen nào. Ê, leo leo cay. Ông anh đép bằng Sabina giờ cũng đã lên 9 nhưng mà chưa xoay bài, chắc là tại roll không ra nên là giờ vẫn dùng Sabina để đép. Mình thì ổn hơn với cái phong bài hiệu triệu nhân này, chiến thắng một lần nữa lại dành cho mình. Sao mà đó được. 4.6 thì Lissandra lên 2 cùng với cả nâng cấp cuối cùng của ụ súng là máy bảo vàng được mình mua về. Nãy giờ không gặp thì giờ đào đâu ra bộ ông 6 hư không với cả Kai'Sa ba đồ. Kai'Sa đam bao nhiêu thì team mình tạo giáp với cả hồi máu bấy nhiêu. Chiến thắng thứ 8. Ra quà cuối cùng là chim, nó trả cho mình thêm cái mà mình đang cần là một cái nỏ sét. Mình lắp luôn cho Sen. Roll thêm một vài lượt bằng tiền thừa thì mình lại bắt được Kama 2 để đổi đồ cho Ari vừa ra. Rai cũng đã lên 2 và thêm một con Sen nữa. 5.1 thì mình gặp một Flash Sisa Jiso với cái con bài Ari Zaun cực kỳ lạ. Ý mình là nó lạ thôi nhá, chứ mạnh thì chưa thấy đâu đâu. Ari của mình gồng chưa một lần thôi là thổi bay cả team bạn rồi. Mình tiếp tục roll thì update được thêm hai con 2 sao nữa là Sen với cả Galio. Check bài một lúc vì thế anh em đã lên 9 hết rồi. Nhà Ari Zaun vừa nãy mình gặp cũng đã Neko nốt con Ari lên 2. May thế mình gặp sớm. Nhà đếp bằng Samira giờ cũng đã xoay sang Ari với cả Belvet. Nhưng mà ngoại trừ con Saiyan 2 ra thì toàn là một sao. Sự hồi phục và lượng đam gây ra từ team mình là ổn định và nhiều hơn nên là chuỗi thắng 10 dễ. Không roll nữa vì check thấy khá là nhiều nhà Ari 2 sao rồi nên là mình eco lại xếp bài một chút và gặp cái nhà Afe 2 sao. Nhưng mà giờ mình cũng khác rồi, tanh không còn một sao như vừa nãy nữa. Ông anh update thì mình cũng update nên là việc mình thắng là điều dễ hiểu luôn các bạn. Vòng đi chợ tới lượt mình thì còn mỗi cái lời thề hộ vệ là dùng ngon. Thế nhưng mà đi kiểu gì có linh thú to quá, mắc luôn với cái áo choàng bóng tối. Tôi thì về đập vậy. Đập xong thì nó ra cái đại bác, mình cho Hammer để thêm tí tốc đánh. 5.5 thì mình gặp cái nhà Isodia với Ari 2 ba đồ, Belvet 2 ba đồ và cả Saiyan 2 nữa. Ari của mình nhờ có hiệu triệu nhân nên là đã ra skill trước và clear bớt đi tướng tìm bạn. Ari team bạn dù ra skill sau nhưng mà cộng với chiếc lồng của Rai, khi mà Ari team mình đứng trong đấy phải chịu thêm sát thương nên là chỉ ăn một skill của Ari team bạn là phải nằm xuống rồi. Cơn sóng của Ari team bạn càn quét gần hết team mình, chỉ để lại Sen với cả chiếc ụ súng. Sen và ụ súng hợp sức lại giữ cho mình cái chiến thắng thứ 12 khi mà Ari nhà đó dùng tới đợt sóng thứ 2 nhưng mà chưa kịp đến chỗ ụ súng thì đã bị hạ gục rồi. Nhờ máy bảo vàng cả đấy nên là bạn nào mà chơi Hammer thì nên pick cả ba cái nâng cấp này nhá. Tiếp theo mình gặp một nhà 1910 với mình. Khi mà cả hai nhà đều Ari 1, mình có thêm mana để lên skill nhanh. Nhưng mà team họ thì cũng có khá là nhiều năm tiền. A Trúc là nhân tố quan trọng giúp cho họ giữ lại được cái chiến thắng. Khi mà combat xảy ra nảy lửa, linh hồn của A Trúc đột nhiên sống lại, làm chậm đi nhịp ra skill của Ari team mình dẫn tới thất bại. Ari tự ra thêm một con ở rồng ngàn tuổi và mình roll nhẹ tí thì bắt được một con Rai, lấy thêm về chiếc bàn tay từ rừng bóng của rồng ngàn tuổi và mình dành nó cho, tất nhiên là cho Rai rồi. Check bài xem các nhà còn Ari không để mà roll thì thấy vẫn còn, nhưng mà thế đích nào roll toàn ra bêu viết. Mình hold lại 20 tiền để xếp bài khi mà chỉ còn lại 4 nhà thôi và dấu tích đánh thẳng vào cái nhà Zaun với Ari Zaun. Rai Pinthover với chiếc lồng thần kỳ nhốt Diego cầm bom của team địch cùng với cả Zavan không thể nhảy đi. Ari Zaun thể hiện sự yếu đuối khi mà 2 sao nhưng mà không có đồ mana. Ari mình mới 1 sao thôi nhưng mà ra skill rất nhanh nên là lượng đam cực kỳ lớn, kèm với chiếc lồng từ Rai nữa tiễn nhà này với cái tốc 4. Ông Esodia còn lại cũng không may mắn khi mà để thua một chết và cũng dừng lại ở top 3. 6.2 chỉ còn lại hai nhà là mình với cái nhà Jerry. Nhà bài họ cũng khá là tròn và trắng rồi. Tròn và đẹp rồi nên là cũng hơi khó nói. Mình tiếp tục roll xuống còn 10 tiền thì bắt được đến con Rai thứ 6. Combat diễn ra khi cả hai nhà còn 43 máu nhưng mà có vẻ như là mình lo hơi xa rồi. Bài mình mạnh hơn hẳn nhà đối thủ luôn. Đấy là mới chỉ Ari một thôi đâu nhá, chứ nó mà lên 2 thì chắc là còn áp đảo hơn nữa cơ. Không thể để cái nhà này chết nên là mình cho con Rai cầm đồ lên kệ. May mắn là đấm ông này vẫn còn 4 máu. Mình chưa muốn roll là do cái lượng tiền còn quá ít, sợ không ra. Hy vọng ở chợ con Rai để mình nhặt về thì sẽ dễ dàng hơn. Rai đã không xuất hiện ở chợ nhưng mà nâng lên một lần. Cảm ơn lời động viên từ đối thủ bảo mình roll đi. Cái tay hơi chậm nên là mình chỉ roll được con Rai thứ 7 sau khi mà đã bán đi Hammer. Tiếp tục chiến đấu thì mình nghĩ là với cái bài của ông kia thì mình chỉ cần bỏ bớt tướng ra là sẽ thua. Và đúng là mình thua. 30 giây ở round sau là đủ để mình có thể all in và tìm kiếm con Rai 3 sao cho vào bộ sưu tập giáp vàng 5 tiền của mình. Ông này tiếp tục lần nữa động viên mình bằng cách là kêu bán hết đi mà roll không dài tao FF.
đúng là rất quân tử. Mình bán hết đĩa rau sau vào đây rồi, còn Rai tư chi? Giờ thì mọi người hãy cùng chiêm ngưỡng sức mạnh của Rai 3 sao Peterver của mình nhé. Những chiếc lồng bí ẩn với hàng ngàn sức mạnh bay ra cùng một lúc làm bay màu kẻ địch, đúng là sức mạnh tối thượng. Cảm ơn ông anh đã chơi rất là fair và cảm ơn mọi người đã xem hết video. Cảm ơn luôn cả những bạn đã like, share và comment cho mình nhé. Mình đọc hết đấy. Bye bye các bạn, chúc các bạn leo lên vui vẻ.